Xin chào các bạn, thì hôm nay mình quay lại để làm một cái video là hướng dẫn các bạn, những bạn nào mà đang sử dụng điện thoại iPhone á, hướng dẫn các bạn là cách kết nối mới của cái phần mềm camera UC ở trên iPhone nhé. Thì iPhone á, thì hiện tại trên điện thoại iPhone á, cái phần mềm UC á, thì hiện tại đang cập nhật các phiên bản kết nối mới, nên là có nhiều anh chị cũng như là các bạn là không có kết nối được, tại vì cái app lúc đi lại cái cách thao tác thì nó hoàn toàn mới, nên là mình kết nối thì nó sẽ có một tí gọi là không quen. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái video là cụ thể để hướng dẫn các bạn là kết nối camera trên cái phần mềm UC nhé. Thì mình cũng nói trước luôn là cái video này á, thì mình sẽ hướng dẫn chung cho tất cả những cái mẫu camera mà kết nối trên sử dụng phần mềm UC để kết nối nha. Camera ngoài trời nè, mẫu ngoài trời xoay cũng như mẫu ngoài trời cố định, nói chung là tất cả những cái dòng camera nào mà sử dụng phần mềm UC á, để xem hình ảnh cũng như là kết nối là mình sẽ hướng dẫn nó cụ thể luôn. Nên là các bạn đang mua cũng như là đang sử dụng cái mẫu nào thì có thể xem video này để có thể là kết nối nó nhanh nhất và hiệu quả nhất nhé. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình tải cái phần mềm UC về điện thoại để mình đăng ký tài khoản cho nó và sau đó mình kết nối camera nhé. Thì nếu mà bạn đang dùng iPhone á, thì các bạn bấm vào App Store. Rồi, các bạn bấm vào mục tìm kiếm, nhập giúp mình cái dòng chữ UC nha, một chữ Y dài, hai chữ O, một chữ S và hai chữ E. Sau đó bấm tìm kiếm giúp mình. Thì cái video mình quay màn hình điện thoại lại, mình có để góc bên tay trái á, thì các bạn có thể xem bên đó để cho nó cụ thể hơn nhé. Sau khi các bạn tìm kiếm ra được phần mềm UC rồi á, thì các bạn bấm tải về nè. Bấm tải về nhé. Thì cái phần mềm này nó rất là nhẹ thôi, nên là cái việc tải về điện thoại nó rất là nhanh, trong vòng mà chưa đến 1 phút là đã xong rồi, nên là nó không tốn quá là nhiều thời gian của các bạn đâu. Rồi, sau khi các bạn tải về rồi á, bạn bấm vào chữ mở giúp mình, thì nó sẽ qua cái giao diện của phần mềm UC nhé. Thì nó sẽ gửi một cái số thông báo đến cái điện thoại của các bạn á, thì các bạn bấm cho phép hết chứ mình, cho phép và đồng ý hết nha. Cho phép nè và đồng ý. Rồi, tới chỗ này á, thì nếu mà bạn nào đã có cái tài khoản rồi á, thì các bạn chỉ cần đăng nhập vào thôi. Mà nếu mà bạn nào mà chưa có tài khoản á, thì các bạn bấm vào biểu tượng hình Facebook phía dưới nè, ngay chỗ ngón tay mình đang chỉ á, cũng như là trên cái video màn hình mình có khoanh tròn lại á, các bạn bấm vào biểu tượng Facebook giúp mình để mình đăng ký một cái tài khoản nhanh nhất nha. Sau đó bấm vào chữ tiếp tục. Rồi, các bạn chọn chữ tiếp tục. Rồi, tới chỗ này á, thì nó sẽ có hai cái mục để mình chọn. Thì các bạn chọn cái mục bên dưới nha, cái mục màu trắng á. Tôi là một người dùng đăng nhập trực tiếp á, mình nó khoanh đỏ trên cái video á. Các bạn chọn vào. Rồi, các bạn UC muốn tìm kết nối với các thiết bị trên mạng cục bộ của bạn á, thì các bạn chọn OK giúp mình nhé. Rồi, tới bước này thì mình đã đăng ký thành công một cái tài khoản UC rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm điện cho con camera để mình kết nối thôi. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm điện cho con camera. Thì mình cũng nhắc lại một lần nữa là cái video này á, là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là kết nối chung tất cả cái dòng camera trên điện thoại iPhone nhé, chứ không phải là riêng cái mẫu camera 3 râu này đâu. Cái mẫu 3 râu này mình kết nối để tượng trưng như các bạn thôi. Còn các bạn có thể kết nối cái mẫu camera ngoài trời cố định đây, như video mình hướng dẫn cũng được, hoặc là mẫu viết xoay đó. Nói chung là tất cả các mẫu camera mà sử dụng phần mềm UC để mình quan sát nhé. Rồi, mình sẽ tiến hành cắm điện như con camera. Rồi, thì sau khi cắm điện thì camera nó sẽ sáng cũng như nó sẽ khởi động, thì các bạn cứ để cho nó khởi động thôi, rồi mình sẽ tiến hành kết nối thôi. Thì hiện tại bên cửa hàng camera Ngọc Diệp của mình thì có chương trình ưu đãi cho tất cả những dòng camera ngoài trời chống nước của UC hay là những hãng camera khác. Thì nếu mà bạn nào đang sử dụng cái mẫu camera 3 râu trong nhà này, các bạn muốn mua thêm để gắn những cái vị trí như là dính nước mưa hay là những vị trí mà gắn ngoài trời không có máy hiên, những vị trí quan sát phía ngoài á, thì các bạn có thể liên hệ với mình để mà có mình
để có thể bên mình đó là tư vấn cho các bạn những cái mẫu camera nó chuyên dụng với lại nó hợp với cái nhu cầu của các bạn nhé. Thì hiện tại bên mình đang ưu đãi á, mẫu ngoài trời nên là các bạn nhanh tay để nếu mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ cho bên mình. Rồi. Thì sau khi camera nó khởi động xong rồi á thì các bạn sẽ tiến hành reset cho nó. Thì đối với cái mẫu ba râu á thì nó các bạn sẽ đẩy mắt camera ngước lên trời nè. Thì nó sẽ có một nút reset chỗ đây. Chỗ ngón tay mình đang chỉ nè. Các bạn thấy không? Để mình lấy nét cho nó rõ hơn. Đó, các bạn nhấn giữ vào đây. Để mình reset nó. Nhấn giữ vào nhé. Đó. Nó kêu tiếng beep như vậy là ok rồi đó. Còn nếu mà các bạn gắn những cái mẫu ngoài trời á thì cái nút reset nó sẽ nằm ở trên ba cái sợi dây này. Đó. Các bạn nhấn giữ cái nút reset trên đây là được nhé. Đó là đối với mẫu ngoài trời, còn mẫu trong nhà thì các bạn cứ đẩy mắt camera ngước lên trời là sẽ thấy nút reset thôi. Thì hiện tại cái kênh YouTube của bên mình nó thì được 770 người đăng ký rồi, còn thiếu 230 người đăng ký nó đạt mốc 1.000 người đăng ký. Thì nếu mà bạn nào xem video này á thì ủng hộ bên mình là cho bên mình xin một cái lượt đăng ký nha. Cũng như nếu mà được thì các bạn nhấn vào nút chuông phía bên cạnh đó để nhận những cái thông báo mới nhất khi mình ra những cái video về hướng dẫn camera hay là những video mình review đánh giá những mẫu camera mà hay nhất hiện nay trên thị trường nhé. Rồi, sau khi các bạn reset camera rồi á thì mình sẽ tiến hành mình sử dụng một điện thoại để mình vào cái phần mềm UC để mình kết nối. Rồi, vào phần mềm UC để kết nối nha. Các bạn bấm vào vô cộng nè. Rồi, thì nó sẽ hiện ra một cái thông báo như các bạn có thể thấy trên màn hình đó là UC muốn truy cập camera thì các bạn bấm OK giúp mình nhé. Đó, thì các bạn thấy rõ cái điện thoại mình không? Nó sẽ hiện ra một cái chỗ này mình quét giống như là cái video đó. Đó, ở đây là nó đang yêu cầu mình quét cái mã QR của camera. Thì đối với cái mẫu camera ba râu này á thì cái mã QR nó sẽ nằm phía dưới đít camera này. Còn đối với mẫu những cái mẫu camera ngoài trời á thì nó có thể dán ở trên cái thân camera, dán lên thân camera nhé. Hoặc là đối với mẫu cố định này thì nó sẽ dán phía dưới nè, các bạn thấy không? Để mình lấy nét cho nó rõ hơn, các bạn có thể thấy rõ hơn. Đó, đây là cái mã QR khi các bạn quét trên con camera cố định. Còn nếu mẫu ngoài trời thì các bạn cứ quét ở trên cái thân camera là được, nó sẽ có cái mã QR nhé. Rồi, bây giờ mình tiến hành là sử dụng cái điện thoại để mình quét cái mã. Đây, các bạn quan sát kỹ cái bước này giúp mình nè. Các bạn lật ngược cái đít camera lên. Các bạn thấy cái mã QR hình vuông rồi đúng không? Đó, mình sẽ quét vào cái mã QR này nha. Bạn cầm cái điện thoại nè, để cho nó ngay cái mã QR. Đó. Sau khi mà nó nhận thì nó hiện như trên màn hình các bạn có thể thấy. Thì các bạn bấm vào, tích vào cái vòng tròn trước cái dòng chữ là đã hoàn thành các thao tác đây, các bạn bấm tích vào giúp mình nhé. Tích vào. Rồi sau đó các bạn bấm vào cái dòng chữ là tiếp tục giúp mình. Rồi tới bước này thì các bạn nhập mật khẩu wifi nhà mình vào nè. À, thì trước khi mình hướng dẫn nhập mật khẩu wifi thì mình có nói sơ qua một tí là nếu mà bạn đang dùng điện thoại iPhone á mà mật khẩu wifi nhà các bạn có cái chữ cái đầu tiên á thì các bạn phải lưu ý nè, mình kiểm tra xem cái chữ cái đầu tiên của mật khẩu là viết thường hay viết hoa. Nếu viết thường á thì trong quá trình mình nhập mật khẩu wifi vào phần mềm á thì các bạn phải chỉnh lại viết thường giúp mình nhé. Tại vì iPhone á nó sẽ tự động viết hoa cái chữ cái đầu tiên á. Với lại điện thoại các bạn thì phải bật vị trí lên, bật vị trí và tắt dữ liệu di động đi, tắt 3G 4G đi thì mới kết nối được nhé. Rồi, thì bây giờ mình tiến hành nhập mật khẩu wifi nhà mình vào nè. Các bạn cho bấm một cái nút bên hông bên phía tay phải của mình, nó ngay ngón tay mình đang chỉ á, các bạn cho nó hiện cái mật khẩu lên, các bạn nhập vào cho nó đúng dễ nhìn hơn. Rồi sau khi nhập mật khẩu vào rồi á thì các bạn kiểm tra lại thêm một lần nữa xem mật khẩu mình nhập đã đúng chưa. Nếu mà đúng rồi á thì các bạn bấm xong và bấm tiếp tục giúp mình. Rồi sẽ rất nó hiện ra một cái mã QR như cái bài, thì các bạn bấm trực tiếp vào cái hình mã QR luôn để cho nó phóng to mã QR lên. Thì thường thường á iPhone nó sẽ có một cái nút home ảo á, thì các bạn phải kéo cái nút home ảo đi vị trí khác nha, đừng để cho nó đè lên cái mã QR thì camera nó sẽ không quét được đâu. Rồi các bạn để camera nó hướng mắt thẳng về trước này,